Luôn chào năm trăm anh em quay trở lại với channel của mình. Thì đã có nhiều anh em dùng bảy của mình ủ chua lên được hàng rồi, và anh em đã hỏi là cái này bảo quản thì như thế nào và bảo quản có lâu hay không ấy. Thì đây là cái mùi em mới đi câu về được, em câu cũng rất là lâu rồi, nó khoảng một tuần rồi đấy. Các bạn nhìn lại, đây là cái hộp mồi để em đánh đơn cho vợ em. Còn lục thì em xào ngay em đấy, nó hết hết ngay, lục thì em cho túi xào. Còn cái này nhá bác nhá, khi mình đi câu về mà mồi thừa thì các bác cứ đậy nắp vào đấy, cái đậy nắp vào thì để sẽ rất là lâu hỏng, để chán này thôi. Thì mình để như này nhé, mình đậy nắp vào thì cái không khí nó không lọt được vào bên trong đấy, thì hơi nước nó sẽ không thoát ra được, thì mồi cũng là nó ẩm mà nó cũng chua đấy. Thì đấy là cái lúc mình đi câu về thì mình mới đậy nắp vậy thôi. Thì mình câu khoảng trong vòng 1-2 tuần nữa mình cái mồi này nó hết là vừa tầm. Nếu mà để thật lâu thì không thể đậy kiểu này được, bởi vì mình để thật lâu nhé các bác nhé, đậy nắp này nhưng nó vẫn có một cái phần nào đó không khí nó thoát ra đấy, thì mồi nó cũng sẽ khô dần. Làm sao để bảo quản này thật lâu nhất thì các bác cứ buộc túi ni lông vào, để khoảng trong vòng 12 tháng vẫn câu ok, vẫn câu ok các bác nhé, 12 tháng. Có lần ngày xưa em cũng làm cái bài mồi này đấy, thì câu về đợt nó quên mất, mình cái quả mồi em để rất là làm chắc nó phải đến 9-10 tháng rồi quên rồi, về sau này mới dọn nhà mới lấy ra được, thì mùi nó vẫn còn nguyên như vậy, mùi mùi gọi là nó thơm hơn đấy, nó vẫn dịu 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 hơn đấy. Thì đi cầu đánh vẫn là ok, vẫn là cá vẫn lên hàng đều. Đây là cái công đoạn em đã ủ mồi xong này, đấy con này mồi ủ chua này. Đây là đã cho bột mì, con nhìn cái bột trắng trắng hôm nay em hòa chưa hết này để cô đơn đấy, thì rất là dẻo, rồi rất là dẻo nha. Bó hoàn toàn không dính tay, câu này rất là phê. Nhiều anh em đi câu và đã biết cách phối mồi rồi, thôi các bác đã biết cách phối mồi rồi thì đã có một bài mồi hay riêng cho chính bản thân của mình nhé. Quan trọng, cái bảo quản quan trọng nhất đó là phải kín đấy em nhé, phải kín, không khí không thể vào bên trong được thì mồi mới để lâu được. Đấy, còn các bí quyết thì anh em đã biết rồi. Em nói lại cái công thức của nó nhé, công thức của nó các bác nhé, là cắm gà này, ngô này cho tỷ lệ 50-50, hòa vào nước đun lên tới chín. Tới khi nào mà hai cái nguyên liệu đó nó chín và nó quyện với nhau, nó dẻo dẻo ấy, thì cho vào ủ nóng hay ủ lạnh đều được nhá, ủ nóng hay ủ lạnh đều được. Và mình phải lấy túi bóng, nhất định phải túi bóng, túi ni lông đậy kín bề mặt của nó, đậy kín bề mặt của nó trong vòng khoảng 5 ngày nếu trời nóng. Còn đối với trời miền Bắc lạnh thì để ủ đến khoảng 7 ngày. Và khi bóc ra nhé các bác nhé, khi bóc ra tất nhiên nó sẽ có một cái lớp mốc ở bên trên, mà các bác đừng có lo, cái lớp mốc đó là cái phần không khí mà nó thừa ở trong cái hũ mồi đó nhé. Còn mình không thể nào mà mình đổ mồi đầy kín thì cái này mình mới ủ đúng không? Thì lúc nào mình chỉ đổ vơi vơi thôi, thì có một lớp không khí nhất định nó sẽ làm mốc cái phần bên trên nó, nhưng mà không sao cả. Mình lúc đó là mình nhào khuấy đều đi, khuấy đều đi, thì lúc đấy là mồi bắt đầu nó có cái mùi gỗ ngâm, mùi hắc hắc. Thì các bác cho cái cắm gạo vào, cho cái cắm vào ủ nhất định phải ủ trong vòng ít nhất là một ngày đấy. Cắm gạo ủ trong vòng ít nhất là một ngày. Cắm gạo ở đây là cái gì? Cắm gạo ở đây là cái phần mà anh em đi sát gạo ấy, nó sẽ có cái vỏ thóc mà nó nghiền nhỏ đấy, gọi cái chấu 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 không phải nhé, cái chấu phải là nghiền nhỏ mới ra cám được đúng không? Thì đấy là phần cám đấy. Còn nếu có bác mà ủ chấu thì cũng được, nhưng mà nếu mà câu đơn không câu được, bởi mình bóp mấy cái vỏ chấu rất là to, nó không nhuyễn được đấy. Đánh ổ lục thì chơi vỏ chấu được đấy, mà em toàn ủ cám thì xong, mình hòa cho nó dễ, mà thỉnh thoảng còn câu đơn nữa đấy nhá. Ủ trong vòng ít nhất là một ngày thì mình với em mang đánh đối với em mồi nó sẽ có mùi rất là chua thơm, rất là dễ chịu đấy. Mình mở ra mình ngửi ngay trực tiếp dễ chịu, nhưng mà khi mà để bên ngoài một thời gian đấy, nó dính vào tay mình ngửi nó mùi rất là kinh. Thỉnh thoảng mình cứ ngửi đấy, thoang thoảng mùi rất là kinh, bởi nó chua quá, nồng nặc quá đấy. Anh em mà làm cái đấy, làm thính thẩu hay là dụ cá đến thì nó đến rất là nhanh, đánh rất là chuẩn bài, và toàn cá to này. Đó là cái bí quyết quan trọng nhất của bài mồi và mình bảo quản cách nào. Rồi, nhiều anh em đã lên hàng bài mồi rồi, và chúc anh em luôn thành công với cái bài mồi của chính bản thân mình làm ra, giá rẻ,
dễ em làm. Quan trọng là phải biết cách ủ và biết cách bảo quản nhá. Chúc anh em luôn thành công. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.